Chào mọi người trở lại với video chia sẻ kiến thức Facebook của Cương Bích. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái chủ đề mà mọi người cực kỳ quan tâm. Đây cũng là video thứ 3 mà mình làm về cái vấn đề này rồi. Đó là làm như thế nào để chạy video cùng hình ảnh ở trên Facebook. Ở đây thì cái đợt trước thì tôi hướng dẫn cho mọi người trên làm trên Android, nhưng mà bây giờ chúng ta úp được video và có cả kèm hình ảnh nhưng nó không chạy quảng cáo được. Hôm nay thì chúng ta sẽ học cách cùng nhau lách cái này. Thực chất thì cái này cũng không phải là lách đâu, bởi vì là Facebook nó cung cấp sẵn rồi. Chẳng qua thì mọi người không để ý thôi. Chắc chắn là mọi người sẽ làm được, nhưng mọi người phải làm nhanh tay nhé. Bởi vì nếu Facebook fix thì tôi cũng chịu thôi. Bởi vì có một số người kêu tại sao tôi làm video nhưng mà họ không làm được, bởi vì Facebook đã fix rồi. Nên mọi người phải cực kỳ nhanh tay. Và nếu có ích thì hãy chia sẻ video này về tường lưu lại nhé. Họ trôi mất đấy. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Đầu tiên thì chúng ta cần vào trình quản lý quảng cáo. Ở đây mọi người sẽ cần chọn một chiến dịch, đó là lưu lượng truy cập. Còn những cái khác thì tôi chưa thử nhé, nhưng mà tương tác thì không có rồi. Bởi vì cái này nó dựa trên cái quảng cáo ở trên lưu lượng truy cập. Rồi, đây là lưu lượng truy cập đúng không? Người đặt tên là Cương Bích. Rồi, tiếp tục. Cái thử nghiệm phân tách này một chức năng rất là hay, nhưng mà trước đây tôi có giới thiệu rồi. Nào, tôi sẽ có như tôi giới thiệu tiếp về cái phân tách đấy. Chúng ta sẽ chọn là trang web nhá. Đấy nhá. Rồi, tiếp tục. Cái này thì chả có gì để nói cả. Mọi người vào phần quảng cáo. Rồi. Đây là điều quan trọng. Mọi người sẽ chọn cái này. Bộ sưu tập. Đấy. Ok. Và chúng ta có rất là nhiều loại rất là đẹp. Để tôi thử cho mọi người xem. Ví dụ loại giới thiệu sản phẩm nhá. Thế tôi ví dụ một loại, còn mọi người tự xem những cái loại khác nhé, để chúng ta mất thời gian của nhau. Rồi, chúng ta sẽ chọn một cái trang này. Ok. Sau khi chọn trang đúng không, chúng ta sẽ ấn chọn mẫu. Ok. Đây, nó sẽ lên như thế này. Nhưng mà chúng ta đừng lo, ngay lập tức chúng ta sẽ có thôi. Ở đây lưu ý chúng ta không chọn hình ảnh nữa, mọi người chọn video này. Đấy. Và thời gian lượng video là 2 phút. Chúng ta sẽ ấn tải lên. Tôi có một video tải đây rồi. Đấy. Chúng ta ghi vào đây. Đó. Ghi vào đây thôi. Và đây là tiêu đề này. Ở đây tương ứng mọi người nhìn ở đây này. Văn bản này. Đây là danh mục sản phẩm. Ở đây chúng ta có thể đến 8 sản phẩm này. Đấy, và nút cố định. Ở đây thì tôi đã làm thử một cái mọi người xem đây rồi. Ok, đây mọi người nhìn nhá. Đấy, chúng ta có như thế này này. Đây. Đấy. Đây, chỉnh sửa nhá. Đây. Chúng ta có 1, 2, 3, 4 này. Văn bản đây là tìm hiểu thêm này. À vậy, cái này lưu ý mọi người một chút là cái này chỉ hoạt động ở trên di động. Nhưng mà tôi nghĩ cái này thì không phải là vấn đề gì lớn lao lắm, bởi vì hầu hết thì bây giờ lưu lượng trên Facebook đều là từ di động rồi, bởi người ta dùng quá nhiều. Đây chúng ta có này, 1, 2 này, cái thứ 2 này, cái thứ 3 này, cái thứ 4 này, đấy. Và khi mà khách hàng lướt ở trên di động thì nó sẽ lên như thế này. Đấy, họ sẽ vào, họ sẽ thấy toàn màn hình luôn. Đầu tiên họ thấy video, sau đó là hình ảnh, sau đó là hình ảnh tiếp. Và đây thì chúng ta có thể là thêm cái thứ 5 nhá. Đây, chúng ta tải ảnh lên này. Dụ một bức ảnh này đi. Mọi người lưu ý nhé, chúng ta nên làm ảnh vuông nhé, bởi vì ở đây thì nó sẽ cắt về vuông khi mà hiển thị ở ngoài cái màn hình chạy quảng cáo á. Đây là sản phẩm nhá. Người đẹp áo đỏ đi. Ok, giá là 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chẳng hạn. Ok, đây là đường link. Ok, đấy, chúng ta sẽ có như thế này. Đây chúng ta sẽ có Việt Nam đồng nó lịch sự. Ok, ví dụ vậy. Đấy, và khi chúng ta sẽ có nút cố định này, tìm hiểu thêm này, nó sẽ kích về cái trang nào này. Ở đây thì chúng ta cần có một trang web, mà nếu không có thì mọi người có thể trỏ về fanpage của mình nhé.
chúng ta có thể trỏ về fanpage. Ví dụ chúng ta có thể trỏ về cái fanpage, đừng địa chỉ fanpage chẳng hạn, đây. Đấy. Chúng ta có thể trỏ về fanpage. Nếu mà mọi người không có web, nhưng mà thì khuyên thì mọi người nên có một cái trang web thì tốt hơn. Đấy. Như vậy. Ok, và chúng ta sẽ xong. Ok, để tôi xem nó báo cái lỗi gì ở đây nào. Không có lỗi gì cả. Rồi, ok. Vậy cho nó lỗi của Facebook thôi. Vậy thì khi mà chúng ta chạy quảng cáo Facebook á, thì chúng ta sẽ lên đây. Chúng ta có ngay một video này. Và đây chúng ta còn có ghi được cái tiêu đề ở giữa đây này, mọi người nhé. Đây à, cái tiêu đề ở bên này này cho mọi người dễ nhìn hơn. Đây, tôi xong chỗ này. Chúng ta được quyền ghi cái tiêu đề ở đây nữa. Đây, đây là cái tiêu đề nhá. Đấy, ví dụ như là Cường Bích chẳng hạn. Ok, thì nó sẽ nằm ở giữa đây. Chúng ta còn coi như một câu kêu gọi hành động luôn. Qua đẹp phải không nào. Còn ở đây là nơi đăng nội dung, nơi ghi nội dung, nội dung quảng cáo. Ok, vậy là tôi đã hướng dẫn cho xong mọi người cách để có thể có một đăng cùng lúc video và hình ảnh ở đây rồi. Đây, bên này đây, cho mọi người đây. Được chưa? Mọi người làm nhanh nhá, bởi vì là cái này tôi không biết là thì Facebook để đến bao nhiêu lâu, thì cái này tôi chịu và mọi người làm. À, mọi người nhớ ấn theo dõi nick cá nhân cũng như like fanpage của tôi nhá. Đây là fanpage của tôi. Đây là nick cá nhân. Nhớ theo dõi Cương Bích nhá. Chào mọi người. Mm-hmm.